Ok, hello, chào các bạn. Đấy. Chào mừng các bạn quay lại với channel Hồng Kaka Vlog cuộc sống ở châu Phi. Đấy, hôm nay là tiếp tục ở nóng trại, hôm nay cuối tuần mọi người thì cũng là mưa. Mưa rất nhiều. Mưa liên tục vừa ra đến nơi lại mưa. Đấy thì hôm nay là tiếp tục là bị những cái thủ phạm thủ rừng đấy, nói chung là thủ rừng và những con thủ độc là nó vào là giết hại đàn gà đấy. Vì đấy, gà đây mọi người. Đau mà bầu. Đấy, đàn gà đấy. Đấy, vào nó. Đấy, đấy là con mèo rừng. Mèo rừng là nó vào nó bắt một con gà đấy này. Mà các anh đuổi là không bắt được, chỉ là lấy được lại cái xác gà này thôi. Đấy. Xác gà đấy nó là ăn mất đầu đây này. Nó ăn mất cũng mất rất nhiều thịt này. Đấy. Đấy. Đang thủ rừng vào cùng có một loài cực đông nữa là rắn hổ mang. Đấy, hôm kia là đấy mọi người. Đấy, mọi người dân là đã diệt được đấy rồi. Đấy. Hôm kia là bắt được một con rồi, bây giờ còn một con nữa. Đấy mà đã lóng xả rồi mọi người. Lóng xả rồi mà nó cũng vẫn cứ vào vì xả nó đang ở bé đấy. Đấy. Đấy, chờ, đấy. Đấy là cái đầu này, mọi người là cắt đập chết đấy, lấy cái cuộc cái xẻng đấy. Đấy, cuộc xẻng là chặt đứt đầu luôn. Đấy. Đấy. Cuộc xẻng là chặt đứt đầu con rắn này luôn. Đấy, rắn hổ mang, cái này là hổ mang nhá. Về, tu đu về. Đấy. Ese ta phải xe xin đấy. Đấy, rắn hổ mang mọi người nhé. Khi mà mọi người buổi đêm đấy. Đấy là ese đi nói thì đấy. Đấy, buổi đêm là vào chuông gà để bắt gà tiếp. Là rắn hổ mang là xe ra thế này. Đấy, chó, xe gà kì. Đấy. Là đấy, nhìn này, đấy không có chữ ó nhưng mà chắc là không thấy đâu. Đấy. Nhưng mà vải là như vải rồng luôn. Đấy, vải như vải rồng đấy mọi người. Quán đua kì. Ở você mata, né? Outro mata? Sim. Quando ele, você chegou, ele fazia como? Levanta assim em cima, depois a boca dele fica assim. Assim? Assim. Fazia como? Aqui fica com a... Dá pra fazer gorilhão pra morder já. Ah, você mata como? Você assim. É matar o pau. Sim. Esse é muito mau esse. Aí, aí. Ontem já vinha mesmo, já entrava aqui. Quando entrava aqui, fugiu. Agora vem mais de noite, mas assim, me matamos hoje. Ok. Sim. Yeah. Agora quando encontramos, a levantou, a boca dele é essa aqui, abriu assim, a levantou assim, ficou assim. Assim? Assim. Oh, pra cuspir já aqui nas vistas. Sim. Đấy, đấy là rắn hổ mang, con này cũng rất là dài luôn. Đấy. Rất là dài luôn, cũng gần 2 mét đấy. Hôm trước con kia cũng đó gần 2 mét. Assim thì... gát lô đồ mát tù này. Đấy, đấy là con mèo rừng đấy, con cáo đấy. Đấy. Nhưng mà không bắt được cáo đâu, cáo thì nó vứt gà nó chạy. Đấy, nó đục lỗ nó vào đấy, nó vứt gà nó chạy đấy. Đấy. Con rắn thì là diệt được rồi, đấy, không biết có con có nào đâu, vì ở đây khoảng đó là khu vực rắn rồi là thủ rừng rất là nhiều luôn. Đấy, vì ở giữa này là đông không móng quanh thế này. Đấy, nên là mình hôm qua hôm kia đấy cũng đã trồng xả rất là nhiều rồi đấy, để chống rắn đấy, nhưng mà đừng đang nhỏ nên là rắn cũng chết sợ đấy, nói chung là cũng khó khăn đấy, đã nghèo rồi còn khổ mọi người đấy, nuôi được cái bao nhiêu thủ rừng vào phá hoại này đấy, rồi còn có chim, rồi là có những con diều hấu đấy, nó cũng xa xuống để bắt gà đấy, chứ không phải là đơn giản đâu, nó khe thế này chỉ có hổ mang thôi. Bây giờ cái này là để mang đi trốn thôi, cái này cũng thế, mang đi vứt thôi, chứ không để đây nữa. Rắn này thì rất là độc luôn, đấy. Làm cho bé bẹt. Cái này bị kẹt được không? Thấy rồi. Hả? Đấy. Con có cả một con rắn con rồi mọi người ạ. À? Không biết là để đâu rồi. Trời mưa rồi. Hôm nay cũng cuối tuần thôi, để mọi người là nghỉ sớm thôi. Làm cũng vất vả rồi. Đi đường nhiều lúc cũng gặp những con này, nhưng mà đi xe cũng không sợ mọi người. Đấy, cũng rất nguy hiểm mọi người ở đây. Đấy, con còn cả... Đấy, bắt được một con rắn con này nữa. Con rắn con này là hôm qua hôm kia là lên đâu ra đây cũng thấy đấy. Đấy.
Toàn là rắn độc không, rắn châu Phi là cực kỳ độc đấy mọi người. Đấy. Đấy, này. Đấy, đây rất là nhiều thủ phạm luôn. Mèo rừng rồi diều hấu rồi là rắn rồi là cáo chôn. Đấy. Hổ báo cáo chôn. Đấy, châu Phi là không thiếu cái gì mọi người. Rất là nguy hiểm và đáng sợ luôn. Dạ, có là leo vào cà phê. Nhìn đấy. Nó cũng mưa đấy, để mang mọi người mang mấy cái này đi đi trốn đi. Dạ. Ok. Nós vamos entrar, mas isso me está sendo pau, porque entrará. Vai ser muito. Daqui a gente vai passar mais o outro. É, essa, né? Sim. Cobra. Nós vamos meter assim no pau agora, quando a águia, quando vai vir, vai levar. Para deixar comer assim, tipo, vai ficar mais fora. Se acabar, entrará. Agora, amanhã ou depois de amanhã, vai passar mais o outro. Assim, vai ser muito. Até de meter no pau vai chegar. Assim, metendo no pau, agora depois o cara que ele caminhou anda passar assim, a águia. Vai levar, vai comer lá fora. Para não aparecer mais aqui. Para nunca mais aqui, não aparecer mais. À, mấy con rắn này bây giờ là bác lại cùng kinh nghiệm là bây giờ là treo ở trên cái gian này là để những cái con chim đi bắt ra đi nhá đấy. Và bút ca leo vào lần đấy. Hay những con chim diêu hấu đấy nó đến nó nảy đi nơi khác nó ăn đi. Thôi bây giờ cứ để nghe mọi người thôi. Đấy cùng mưa đó, gà này, cái gà chim rồi là đấy cho vào thôi, cũng thả gì à. Vào một cái, nó sa mạc cái nhá đấy. À có là mê tê ai, vào một phát gì cô mày. Dạ, mê tê, mô xê sao thì mê tê. Đấy, để mọi người từ làm thế nào đấy thì làm. Đấy. Giờ thì đi gọi gà về. Đi đâu cả rồi, chết chát á. Chó một ít ngoài thế anh, để thì nó chó vào chuông luôn. Đấy. Đấy thì vỗ tay là gà về thôi. Đấy, bên kia là chạy chạy về cả đấy. Vai sô ta pa tu ta mê. Vai xa mà outro lado ấy, gà đi nha. Đấy, gà đi ăn linh tinh bên kia. Quên đi ăn mà quên về luôn. Đấy. Đấy, ngán này, ngán chạy về này. Ê chà. Đấy, phải lừa thế này mới đi vào chứ bây giờ chờ vào phải đến tối. Ở ngoài còn chưa đi vào. Cucu.
vui vui nhiêu nhiêu đấy. Đấy, gà giờ là không chịu vào đây, nó để tội nó tự vào. Ăn nó rồi. Bên này xả đấy, xả thì mới lông đấy mà. Chưa tội được. Đấy, xả thì lông khắp nơi, lông lông cho nhiều vào. À, cái giếng này mái chắc là cho mọi người. Cho khảo cho sạch đi, chứ bẩn, mưa hôm lâu giờ không xảy được cái thanh này này, nó bẩn. Đấy, mái, chứ không tội đây. Đấy, con xả mọi người, xả lông khắp nơi thế này để không trồng rặn, ấy. Rặn thì rất là nhiều. Lông sau này cũng lông xung quanh hết nhà, lông hết, lông đến sau này nó chủ yếu là rặn ở phía bên kia, gọi là ở sau cái núi kia nó bo về đấy. Đấy, nó người thấy mùi phân gà đấy. Sau này lông sau này trồng hái dài thế này ấy, vừa lợp trong lợp ngoài đấy mà. Thì thế này thì mới hết được rặn, vì mới trồng hôm qua hôm kia nó cũng chưa sợ, mà chắc nó vào ở đấy rồi, nó chưa đi xa gì, không lúc đến nó mới vào để bắt gà tiếp đấy. Đếm vô là ngay lan đi. À, đếm vô rồi. À, chắc là ăn nó rồi ngủ quên đấy, ngủ bắt đầu lổ hết đó đấy. À, thôi bây giờ thì ấy thôi. Cùng hôm nay cũng đến ngày là tất cả các anh tổ trưởng tổ phó đấy là nhận lương rồi mọi người. Đấy, bây giờ cũng để đó trả một ít tiền thì trả tiền lương cho tất cả mọi người. Về về tu đủ xa la liều. Sure. Ô tụt tôn 2, 4, 6, 8, 9 Vê Ô Em chú cô lô Rắn chàng gà Rắn chàng gà Un, đôi, tre, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze Doze, ô tụt tôn à con hai 13 người về về đi đấy đấy là có 13 người anh Thánh này 13 anh mà hôm nay hai anh là nghỉ à cuối tuần là đi lễ à lễ nhà thờ là không để được thôi bây giờ cứ trả cho mọi người đấy thôi à tí nữa là còn mỗi cái nịt. Đấy, tiền lương thì mọi người ấy, mình cũng phỏng hỏi mọi người rất là nhiều rồi ấy sẽ làm gì với những số tiền lương này ấy, người thì mang về là để mua quần áo cho con ấy, người thì đưa cho vợ, người thì mua dê, mua lợn, mua gà về để là chăn nuôi nhân rộng đấy. Dạ về Aki nói chung là đi làm ở đâu cũng vậy mọi người, đi làm là phải phải có lương đấy ấy. Mà làm ở đấy là vừa một công đôi việc, vừa làm này, vừa học hỏi được một tí kinh nghiệm về nông nghiệp, rồi là có đồng lương mang về cho gia đình. Thế chứ bây giờ ở đấy là nói thật ra đi kiếm một công việc gì để làm có tiền ấy thì là rất là hiểm luôn, không có luôn đó. Đấy. Dạ. Taki. Muito obrigado. Đấy, đi làm cả tháng chỉ chơi đến mỗi ngày này mọi người, ai cũng thế cả. Đấy. Muito obrigado. Tá aqui. Oh, muito obrigado. Tá aqui. Obrigado. Ờ,
Dạ kì. Bây giờ này. In a day. Yeah, agora aqui. Né? Jagi. Obrigado. Yeah. Okay. Jagi. Tom. Obrigado. Yeah, vamos amarrar. Jagi. Sao kìa? Đấy, chị làm cả tháng chị chơi đến mỗi ngày này. Sao kìa? Sao kìa? Sagi. Muito obrigado. Đấy. Thôi con hiểu hai người thì hôm sau ra sẽ là gửi cho hai anh đấy. Hai anh đấy là cũng là hôm nay là đi là lễ nhà thờ đấy. Thôi bây giờ để cuối tuần cũng để mọi người về nghỉ ngơi sớm để tiếp tục cái tuần mới công việc mới. Dạ, yeah, SD nhà rồi vamos fazer bem guarda não vai gastar to, né? Dạ. Đấy, mọi người cả cầu mong muốn của cả anh thì mọi người xem những lần trước thì cũng biết rồi. Thế thôi bây giờ thì Việt Nam mình cũng xin kết thúc ở đây. Mọi người thấy video hay và có ý nghĩa thì nhớ cho mình một like, một chia sẻ và nhớ đăng ký kênh Hùng Ca Ca Vlog Cuộc Sống Ở Châu Phi để mình có động lực giúp đỡ những người dân nghèo ở miền núi Châu Phi các bạn nha. Chào các bạn.